Chào mọi người. Chào mọi người. Rồi có ai không? Có ai không nhỉ? Alo. Hello hello, mọi người đâu hết rồi? Chào mọi người. Hôm nay có chương trình cực kỳ đặc biệt. Đó là mọi người chỉ cần từ 20.000 sẽ được một cái món đồ mà mọi người mong muốn. Hôm nay mình sẽ like một ít vải và một ít đồ nhá. Mọi người vào đông thêm một chút nữa đi ạ. Mọi người chia sẻ bài giúp em với. Được rồi. Hello hello, mọi người chia sẻ. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Được 10 người, được 10 người em sẽ lên món đầu tiên nhá. Được rồi. Áo thần tài đây. Áo thần tài đấy ạ. Áo thần tài 30.000 mọi người nhá. Áo thần tài 30.000. Mỗi mẫu chỉ còn mấy chiếc thôi nhá. Cho nên là mọi người để ý giúp em. Ai lấy cái gì thì comment hoặc là inbox giúp em nhá. Mọi người có nghe rõ không ạ? Alo. Đâu hết rồi. Chào mọi người. Mọi người ăn tối xong chưa? Sao ít vậy, ít ít người vào vậy? Áo thần tài 30.000 này. Hôm nay có thể là nhiều mẫu cho nên là em sẽ đi mẫu nhanh nhá. Mọi người để ý giúp em nhá. Ai lấy mẫu nào thì chụp màn hình lại và inbox giúp em. Áo mèo thần tài 30.000. Cảm ơn Thủy nha, chào mọi người. Áo mũ lông 30.000. Áo mũ lông 30.000 nha. Áo mũ lông đây ạ. Chất cực kỳ thích luôn ạ. Đây áo nỉ nhá. Áo nỉ mũ lông 30.000. Giảm từ 180.000 xuống còn 30.000. Mọi người chia sẻ bài giúp em ạ. Áo phông nam. Vải 100% cốt tông nhá. Trời ơi. Từ là em lấy lại cái đèn. Áo phông nam vải 100% cốt tông 30.000. Nghe ạ. Chào mọi người. Mọi người chia sẻ. Mọi người chia sẻ bài giúp em nhé. Áo phông nam không có màu khác nhá. Có màu xanh bộ đội thôi. Quần baggy nữ 30.000. Baggy nữ 30.000.
Ok. Ok bé khờ nhá. Ok khuyên nhá. Áo xẻ, áo phông xẻ. À, đây áo áo nỉ chân cua. Nỉ chân cua. Áo nỉ chân cua 30.000. Nỉ chân cua 30.000 á. Hôm nay có cả mẫu quần áo và vải cho nên em đi mẫu hơi nhanh nhá. Nếu mà ai xem sau thì có thể là chụp lại màn hình, em có rất là nhiều hàng nhá. Chụp lại màn hình giúp em. Hôm nay tổng cũng xả kho đấy. Mới ra tiệm mới cấp hả chị? Đây. Chân váy tu tu 30.000. Cảm ơn mọi người like và chia sẻ giúp em ạ. Ok, gấp đôi cơ à? Chị càng ngày càng xinh chứ, đúng không? Có sơ mi không chị? Song tử à? Không có sơ mi. Áo Tiến Dũng 30.000. Quần dạ 30.000. Đây nha. Đây ạ. Đây để gần cho mọi người xem chắc ạ. Đây nhá, mặt trong đây, mặt ngoài đây ạ. Cậu bè ủng hộ gì đi. Đó, mọi người vào like và chia sẻ giúp em ạ. Đó, chị cảm ơn em nha. Em cảm ơn chị Quyên. Áo xẻ màu nâu. Áo xẻ màu be này. 30.000 nhá. Đây ạ. Nỉ chân cua 30.000. Nỉ có mũ này. Đây ạ, chất của nó đây ạ. Mà cực kỳ thích luôn. Ừ, hôm nay chị xả kho. Hôm nay chị xả kho cho nên là giá chỉ bằng 30% giá bình thường thôi. Giảm 70% nhá. À, nỉ chân cua có mũ nhá, tay dài ạ. Chị cảm ơn anh. Tay dài ạ. Bác cha dạo này trộm vía. Chị cảm ơn nhá. Xin lỗi em vừa có điện thoại.
Áo phông nam còn một chiếc duy nhất này. Mà cực kỳ thích luôn. 30.000 thôi nhá. 30.000 thôi ạ. Chất vải cực kỳ thích, cực kỳ mát. 30.000 nhá. Áo, quần áo đồng giá 30.000 ạ. Đây ạ. Chất cực kỳ thích luôn, áo phông nam nhá. Mà thực ra là nữ mặc cũng được ạ. Mến ơi, vừa like một lượt mẫu nữ rồi, lát nữa hết video thì Mến xem lại giúp mình nhá. Hoặc là đến cuối video mình sẽ tổng kết lại ạ. Áo phông dài tay nam. Phông dài tay nam 30.000 ạ. Rồi. Bây giờ mình like xong vải nhá. Ê, cho mọi người xem. Vải yêu mì. Cực kỳ dày đấy ạ. Rất là dày. Yêu mì nhá. Đây là vải yêu mì chuẩn 100% luôn, không pha tạp nhá. Bình thường là bán 120.000, bây giờ mình chỉ bán 80.000 thôi. Mọi người like và chia sẻ giúp em đi. Còn ít người quá. Vải yêu mì này, vải yêu mì này thì có thể may chân váy, may vest, may bệ bộ vest và may váy body. Có thể may váy này, may quần áo này và đây ạ, may chân váy này đó. Chinh phong, đây vải chinh phong ạ. Chinh phong có thể may váy này, may áo. Đây ạ. Hoặc là quần ống suông, ống đứng đó. Vải không quá dày cũng không quá mỏng nhé. Vải không dày cũng không quá mỏng ạ. Đây. Chinh phong 20.000 ạ. Chinh phong 20.000. Chinh phong đen 20.000 nhá. Các bạn có thể may váy, may bộ đồ ở nhà hoặc là dăm chân váy tùy. Rất là đẹp đấy ạ. Đây là vải xốp này. Một mặt trơn, một mặt sần nhá. Mặt này mặt trơn này, mặt này mặt sần này. Cái này có thể may váy, cái này thực ra là nó cũng hơi dày. May váy. Cái này thì nó cũng tác dụng tương tự như nhau thôi. Rất là rẻ, đúng rồi. Vải nhà mình hoàn toàn là vải xuất nhá. Vải xuất dư đấy ạ. Dư từ các đơn hàng xuất Nhật, xuất Hàn. Lấy trực tiếp từ nhà máy ra đấy, không phải qua chợ đâu ạ. Không phải hàng chợ nhá. Hàng nhà mình 100% là hàng xuất nhá. Không phải hàng chợ nhá, cho nên là mọi người yên tâm ạ. Còn bình thường hàng xuất không có giá này đâu ạ. Đây, 20.000.
Màu đẹp này nó không chuẩn lắm, chắc là vải nó chưa đẹp, ở ngoài màu đẹp hơn. Vải số kẻ á. Vải số này có co giãn nhẹ nhá. Vải kẻ này á. May dăm, may bộ đồ hoặc là may maxi đấy, rất là đẹp ạ. Đây, nói cho mọi người xem vải. Đây, ví dụ may mua may maxi thì nó sẽ là như thế này. Ok. Không biết chị còn đủ không nữa. Chào chị Thúy. Quá là rẻ luôn. Đây cái này may cũng rất là đẹp ạ. May váy cũng rất là đẹp nhá. May váy hoặc là dăm hoặc là maxi đó, may sơ mi, cái này may sơ mi hoặc là đấy đi mọi người cắt ra gói vào em qua lấy rồi. Ok ok hi, em của chị cũng là trở sinh gái đúng không. Đây nhá, vải hoa này 20.000 một mét nhá, 20.000 một mét. Trời ơi, lấy cả cây vải ra ấy vậy. Vân trắng. Vân này vân mỏng nhá. Mình dùng để làm váy hai lớp nhá. Rất là đẹp ạ. Đây, mọi người có thể may váy, may sơ mi đó. Quan trọng mình thích thôi chị. Thích là sẽ tìm được ra thợ may ngay. Em thì cũng không thể may được cho mọi người, bởi vì dạo này em rất là bận. Chim phương đen ạ. Tại đấy em bận em không may được cho ai đâu ạ. Chim phong. Chim phong 30.000 ạ. À 20.000 ạ. Chim phong 20.000 nhé. Thank you.
Miếng bột này khoảng 3 mét nhá. May cho anh cũng không may được à. Thua. Thế như ở trên kia. Mai đi. Mai chị like tiếp đi. Tại vì hôm nay cũng chưa cắt hết được. Vậy 60.000 một mét nhá. Vậy 60.000 một mét. Nguyễn Liên, mọi người vào đi ạ. Lụa vàng này cũng 60.000 một mét ạ. Chết dở, chết dở. Vải lấy vest hoặc là quần hoặc áo nhé. Vải lấy 60.000. May áo được không cháu? Cái vải vừa nãy may áo được đấy gì ạ? Vải đấy cháu cũng không còn nhiều đâu, còn có 3 mét thôi. May áo hoặc là gì, may bộ gì, may cái váy ngủ hoặc là đấy, các cái thứ. Cái này đẹp mà. May cực kỳ đẹp đấy, vải đẹp đấy gì ạ? Cháu rất là tiếc nhưng mà phải bán thôi. Dạ lông. Dạ lông 50.000. Dạ lông 50.000. Dù có là ai thì bây giờ em cũng không nhận may nữa nhá. Lâu không gặp, hôm nào đi chơi. Ok, hôm nào đi cà phê anh. Cho dì một áo dài tay. Dì ơi, cái miếng đấy 3 mét cháu chỉ bán nguyên 3 mét thôi, cháu không xé ra đâu. Tại vì cái đấy mà xé ra thì khó bán lắm. Dạ lông 50.000 nhá. Rất là mịn, rất là thích ạ. Like lần ạ. Like lần. Cái này 30.000 ạ. Ai lần 30.000 nhé. Ai lần 30.000. Đây là màu trắng ạ. Hết chưa? Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream của em. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Em xin phép kết thúc livestream ở đây. Chào tạm biệt mọi người. Mọi người mua gì chụp lại màn hình giúp em nhé. Cảm ơn mọi người ạ.